nay mình sẽ chia sẻ món mì tôm xào thịt bò nhé, rất là ngon và cực kỳ đơn giản. Các bạn chuẩn bị cho mình một âu nước này, đun sôi lên này. Các bạn cho gói mì vào xào vì chuẩn cho mình. Chần khoảng 2 phút thôi để cho mì nó lở ra là được, à nó nong ra ấy, chứ không phải là lở. Mì nó nong ra là được. Thường thường là mình cứ cho nước nó sôi trở lại là mì được. Rồi nước nó sôi trở lại như này là mì được nhé. Bây giờ đổ ra cái rổ và xả nước lạnh vào để cho mì nó săn lại và hết cái dầu chiên trong mì đi. Các bạn cho mình một chút tỏi và vài tép tỏi vào và ít dầu ăn. Các bạn phi thơm lên. Rồi các bạn cho vài miếng thịt bò vào. Đảo lên. Thêm dầu nào còn đây dạ. Đây các bạn đảo lên cho bò ngấm, khi bò tái tái như này nhé thì các bạn cho rau vào xào cùng luôn. Sau ấy chợ hốt này vừa ngon lại vừa đẹp mắt đấy. Bạn xào lẫn luôn cho lửa to đến khi mà nó chín được khoảng 80% thì các bạn cho mì vào xào cùng. Để mà ăn ngon hơn thì mình sẽ cho một chút gia vị mì tôm vào để cho đúng vị mì tôm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho mì vào chúng ta xào cùng. Mì sau khi trần rồi ấy, thì mì khô ráo rồi để xào lẫn thôi. Từ cái nước bò và gia vị mì tôm nó sẽ ngấm vào mì nên mình không cần phải cho thêm gì nữa, xào cho mì nó săn lại là được. Là có món bò xào mì rất là ngon rồi. Sau khi xong rồi nhé, rất là đơn giản như vậy thôi, mì nó săn lại như này là xong rồi nhé. Bạn nào ăn được cay thì cho thêm ít ớt nữa vào, đặt với cả ít ớt bột với cả ít tiêu nữa vào. Còn không thì thôi, chỉ cần mì xào như này thôi. Bạn nào thích ăn tương ớt thì dưới tương ớt lên trộn cùng ăn lẫn. Không thì chỉ cần xào như vậy là rất là ngon, một gói mì ăn sáng với nhiều rau và thịt rất là giàu dinh dưỡng luôn. Mì thì được trần với nước nóng để cho nó mềm ra và bỏ bớt cái phần dầu chiên đi. Làm như này thì món ăn của chúng ta nó sẽ ngon và nó không hề khó chịu cho người dùng nhé. Khó chịu ở đây là nó không hề gây nóng trong người nhé, cho người dùng nhé, và rất là tốt cho sức khỏe. Đã. Ăn mì gói như này một tuần chúng ta ăn vài bữa cũng không làm sao nhé. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.